Ngoại hôm giờ khỏe gì sao? Khỏe. Nhắn vô hỏi muốn gì tại... chuyện sửa sao? Người xin kính chào ông bà cô chú, anh chị em và các bạn đang xem kênh Tư Tèo Vlog. Cho người chúc cả nhà mình một ngày mới nhiều sức khỏe và luôn bình an trong cuộc sống. Thì hôm nay quay tới khu vườn bên trong nhà thì ông xã Nguyệt đang chuẩn bị làm vàn cho đậu que cả nhà. Thì bông nè, bông hôm nay nè nó ra nụ cũng cũng nhiều nè cả nhà, mà không biết cái này là nụ này là kịp Tết hay là trước Tết ha. Lúc trước thì Nguyệt mua bông thì định là trồng hơi trễ cả nhà, rồi cái anh bán bông nói là chị về săn sóc cho nó thúc cho nó nhiều để thôi nó sẽ phát triển kịp Tết ha. Thì ông xã Nguyệt chăm sóc quá trời luôn, bây giờ thì nó ra nụ quá trời luôn cả nhà. Đây là cây hướng dương ha, cũng bự rồi nè, trồng đều băng luôn cả nhà thấy không. Bên đây thì ông xã Nguyệt đang thả dẹt. Chào cả nhà. Này, cái vàng đậu que. Cái này thì mấy cây sậy này thì hổm là vàng dưa leo. Bây giờ mình tận dụng đợt 2 mình thả vàng đậu que. Đậu que do là trồng mấy tháng nắng này làm như nó hơi eo ọt nè. Chậm bên đây không? Bên cái chậm đỡ về cây nó còn mấy dây à. Hay mấy dây này gì mình nhổ một cục đất bự mình dặm qua nguyên vàng không được hả? Nhổ cho bự gì bứng rồi nó mất sức lâu. Cũng thả 2 clip mà nó lên được có lên lọt sọt cả nha. Bên đây được mấy dây à, bên kia đỡ đỡ một chút. Không đâu que mua đằng này lên cũng đều. Nhầm cũ gì. Quay cho cả nhà thăm cái vườn phía trong này ha. Đây cũng đây là hành nè, ông xã một cái cũng bắt rễ bắt đất rồi nè, rễ nó bắt đất rồi. Ở đây thì vàng đậu gồng, đậu gồng ha, ra trái nè cả nhà, quá trời. Anh ơi, cái dây nó chưa bò nó mà nó có bông vậy ta, nó không có lá mà nó có bông vậy ta. Cái giờ thấy không, cái dây nó ra mà nó không có lá luôn, nó không có lá mà nó ra bông vậy nè, là nó sẽ gai ra trái trước ha. Trên đó đi nè, bữa nay ăn được ha, nó nguyên một đùm luôn ha, trái nè. Vậy mà ở dưới gốc cũng còn trái nữa đó anh, tại vì mình cắt á, mình chừa cái cuốn á, bắt đầu nó ra trái non rồi đó nha. Đây nè, cái này từ dưới gốc nha lên tới trên luôn nè. Trái trời, trong lùm đó trái. Đậu gồng mình trồng hồi nhỏ nó eo ọt, nó lâu lớn mà nó lớn rồi nó xanh quá nè anh. Lớn rồi, trái, nó nuôi trái nó ra trái nhưng mà nó vẫn xanh nha. Cái cây nó vẫn có dây vẫn tốt. Bên đây thì vàng thiên lý. Vàng thiên lý. Chưa có ra bông cả nhà. Hôm nay cũng chưa ra bông. Còn cây bóng hồng đó của Nguyệt ha, Nguyệt chiết ở ngoài cắt ra chừng hơn gan nè, 2 nhánh nè. Giờ trồng đâu có mấy tháng đâu mà nó phát triển nè cả nhà. Mau ghê luôn. Nãy giờ thì Nguyệt đi rước bé Út. Ở nhà thì ông xã Nguyệt cũng làm gần xong rồi nè cả nhà. Ông xã Nguyệt dùng thế nha, không cần ai dịnh luôn. Làm luôn. Thế treo lên cả nhà. Trong này thì qua thì dẹp bên kia. Cây gom lại không có thả gì thả. Cây này còn xài được không? Được. Sậy cái... này mình cũng cắt sậy già không ha? Sậy già nó khô nó cứng ngắc à, nó đâu có gãy đâu. Rồi này anh bỏ vàng nó luôn không? Cái đó là đậy gom mới thả được. Vậy hả? Hổm mình đem về hết gom hả anh? Hết rồi. Đủ đem miếng đó à. Hôm nay em thấy miếng đất kế bên nhà ta chuẩn bị cắt nè. Ôm về đậy nó. Dây này cắt này nó lấy cây ra được. Cắt ha. Cắt. Còn biết lâu mà tới giờ nó còn chín ngắt. Với lại dưa leo á, mau. Mau hơn mấy dạng khác.
Hôm qua bà ngoại đèo xuất viện rồi cả nhà. Xuất viện mà chưa về nhà được. Ngoại xuất viện bệnh viện ở thành phố Cần Thơ. Rồi xong rồi bây giờ hiện tại giờ thì ngoại đang ở trạm xá hay là cái gì ta? Bệnh viện. Bệnh viện hả? Bệnh viện cũng ở gần đây nè cả nhà. Thì chiều tối hôm qua thì mẹ Nguyệt có về nằm nghỉ được đêm rồi ha. Hôm nay thì bữa ăn hôm nay thì sẽ có mẹ. Xong rồi mẹ ăn cơm xong thì chắc mẹ cũng lên trên để coi ngoại như thế nào. Và mẹ cũng muốn ở với ngoại luôn. Thì bác sĩ nói là bệnh của ngoại thì ổn hết rồi nhưng mà cần phải thời gian chăm sóc và nó sức khỏe mới dần dần hồi phục cả nhà. Chứ không có hết liền được. Tại vì bà ngoại tuổi cao rồi cũng sức đề kháng cũng yếu đó. Cho nên phải chăm sóc từ từ ngoại mới khỏe lại. Dẹp để đó luôn ha. Bó lại. Cái này bó lại chứ không bó hơi thấy bước lên vậy. Bó lại thì dựng lên. Thôi để Nguyệt cắt máy rồi Nguyệt tiếp ông xã Nguyệt làm riết cho rồi đang vô làm cơm ăn rồi tranh thủ đi thăm ngoại nữa. Bây giờ thì bó xong rồi đem cắt. Để chỗ nào được anh? Để dưới vàng đâu đũa được không? Dựng lên. Dựng hả? Để sợ nó ướt nó mục không? Ơi. Bắt luôn. Chuẩn bị mẹ vô làm cơm ăn nè. Rồi bây giờ anh Tèo chuẩn bị làm cơm. Chào cả nhà. Bữa nay tận gà đi nuôi mẹ cả nhà. Rồi mẹ thì ở trên bệnh viện Cần Thơ á, thấy sức khỏe của mẹ cũng hơi ổn rồi. Rồi cho xuất viện gì mà mẹ chưa có ăn được. Đút ăn không được, thành ra đút ống bơm. Thành ra chưa có về nhà được. Bây giờ về trạm xã nằm cho bác sĩ săn sóc thêm. Chừng nào ăn được rồi mới về nhà. Thì mình nhớ nhà quá, về thăm nhà một chút rồi lên nữa. Thì mẹ về thì ngày hôm qua mẹ ngủ con đêm. Thì sáng vợ Tèo cũng đi chợ mua ít đồ nè cả nhà, ăn về nấu một bữa cho ngon ha, bồi dưỡng cho mẹ. Không gà. Mua cái đuôi heo. Cái này cái đuôi heo. Còn bên đây thì cô cắt sạch gan. Đuôi heo này thì nói em làm gì? Em hầm với củ dền nè, với khoai tây, với củ cây đỏ. Ở đây thì đuôi heo mình mua về cũng cả sạch, rửa sạch rồi, rửa nước muối rồi á. Mình cũng có trụng qua nước sôi nữa cả nhà. Bây giờ mình để vô nước mình bắt sôi lại nè ha. Cho gia vị vô luôn ha. Đường với bột ngọt với hạt nêm để cho nó thấm vô. Mình hầm cho nó ra nước xương á. Bây giờ mình cho củ dền vô ha. Củ dền lâu mình để vô trước. Mình cho thêm trái dừa vô nước súp cho nó ngon. Ở đây thì khô mình cũng rửa sạch rồi ha, để cho nó ráo ha. Mình sẽ để vô dầu mình chiên. Cho mà vừa ăn, cái này hơi mặn rồi luộc mà vừa ăn khỏi được. Bây giờ mình để khoai tây vô. Bây giờ mình có hai củ ra mà nó ra nước hơi đỏ đây nè. Mình quay lên mình ảnh với sao.
là miếng khô nào được thì mình sẽ gấp ra trước ha. Khô này mình chiên dừa vàng là được rồi cả nhà. Cho phần củ cải đỏ vô ha, cho nó mềm củ cải đỏ là được rồi. Cái này thì gốc hành như gốc ngò gí ha, mình sẽ để vô trước. Mình cho ít tỏi phi lên ha, cho nó khô. Cái này là hành lá nè, với ngò gí lá để vô, xong rồi nốt ra ăn được rồi. Rồi, bữa cơm gia đình tao đã chuẩn bị xong, tao mời cả nhà ăn cơm cùng gia đình nha. Nguyệt mời cả nhà cùng dùng cơm gia đình Nguyệt nha. Mời cả nhà dùng cơm nha. Mời bà nội, cha, mẹ, bà cô chú ăn cơm. Rồi, ăn đi. Lâu lắm rồi tao chưa được ăn cơm với bà. Vậy hả? Lâu lắm không được cơm bà nội. Lâu quá rồi bị bà nội nuôi bà cò, có nhà đâu ăn với bà nội. Bữa nay bà nội về nè, ăn cơm với bà nội ha. Tắm bổ. Tắm bổ. Lúc nãy lâu rồi con mới được ăn canh này. Bình thường thì mời cả nhà ăn nha. Bầu rồi mớp này kia ăn bầu mớp nhiều cả nhà. Lâu lâu mới mua củ cải rồi về. Mời cả nhà ăn củ cải nha. Được chưa ta? Được chưa? Được chưa? Con canh này con mời canh cho. Gửi nhiều. Ăn cơm xong thì Tèo chở mẹ với gia đình Tèo đi lên trên chỗ trạm đó thì chở mẹ anh chở này sẵn đi thăm bà ngoại luôn á cả nhà. Đi làm con được đi nữa hả? Ừ. Buổi chiều nay hai đứa nghỉ phải không? Dạ. Chụp xong mình lên thăm bà cô. Đi dẫn thế dân nhỏ em dâu nó về cả nhà. Nhỏ em dâu nó ở trển hôm giờ. Hôm nay hai bé muốn đi thăm bà cò mà bệnh viện đâu đi thăm được. Bệnh viện không cho trẻ em vô. Bệnh viện nó lớn, không có cho trẻ em vô. Bữa nay cái này cũng gọi là cái bệnh viện nhưng mà bệnh viện nhỏ, dạng tư nhân người ta mở chứ không phải là của nhà nước. Như là ở xã. Ta mở ở xã. Cha biết được không cha? Biết. Dạ không cha? Bây chạy lên chẩn nha, cây xanh. Giờ nó cũng cỡ 6 cây số rồi ha, 5-6 cây vậy. Có mấy cây dốt, con cũng chưa đi bệnh viện đó nữa. Cầu đó mệt, đầu cầu gạch mệt đó, cỡ 6 cây. Cỡ 6 cây. Khoảng 1 cây. Cỡ 6 cây á. Nghe đi đường thẳng luôn à, mau. Đi đường thẳng. Thẳng, cặp lỗ lớn luôn. Thì lát nữa gia đình Tèo thì đi lên chẩn thì cũng quay tình hình của bà ngoại cho cái nhà xem. Hôm gài thì cũng có cô chú anh chị bình luận hỏi thăm sức khỏe bà ngoại. Thì hôm nay sẵn chuyến thì Tèo chở mẹ đó đi thăm bà ngoại, Tèo quay bà ngoại có Tèo cho cả nhà xem luôn. Thì Tèo cũng gửi lời cảm ơn đến cô chú anh chị trong thời gian mà ngoại của Tèo nằm viện đó. Thì cô chú anh chị cũng có lời hỏi thăm, Tèo gửi lời cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Con này vừa ăn không? Con này cũng mới nè. Dạ. Khô mới nó không có mặn. Ừ, khô cũ nó mặn dữ lắm. Nhưng khô mới nó không có hậu dậy. Ngon. Ăn chút đùi. Đốt ăn được không? Heo bây giờ người ta nuôi người ta cắt đùi ra cả nhà. Nó cái phần đó. Có cái phần đuôi, cái phần đuôi. Heo đẻ ra người ta bấm đuôi chứ. Bấm hả? Ừ. Là mới đẻ người ta bấm luôn. Ừ. Bấm đuôi cho nó cục cho nó sạch sẽ. Nó nằm trong chuồng cái đuôi nó quất á. Con cũng nghe nói là heo bây giờ đẻ ra nhưng mà bấm đuôi người ta mới mua nuôi. À, bấm đuôi nuôi nó có thịt hay sao? À. Nuôi nó thịt nó không có mỡ như xưa vậy. Cái đuôi còn không có cục à. Cũng dành ăn bổ. Bây giờ ăn bổ máu. Để mời cái nhà ăn cơm nha. Hôm đó vú nói là vú đi học thuốc rồi vú nói thiếu máu não á. Thì mấy cô bắt mặt dưới chùa. Thì vú mua củ dền á về gọt vỏ sạch. Rồi sắc lát mỏng mỏng rồi để vô cái ly ở chai vậy.
nấu nước thau chanh vô cho nó ra ủi nó đổ má. Nó cục má đuôi nha, ngon nó thơm. Nó thơm mà mình ăn không ngán, nó giống giống như cái giò. Khô này khô gì vậy mà? Cá sạch dạ. Khô đã ăn ngon không? Dạ, đúng mà. Vừa không? Cá sạch gì bẩn đó nè. Cá sạch dạ. Dạ. Còn cá sạch mình là sạch gì? Không biết cá sạch gì. Cá bệnh viện á. Cá lóc á. Khứa mà lớn vậy, khứa 15 ngàn. Mà nó khứa không lén à, mà nó khô nha. Khứa 15 ngàn. Đó là cá nuôi chứ không phải cá đồng. Cá nuôi. Mà theo người mà ăn được đó là cỡ hai khứa là ăn mới đủ. Hai khứa 30 ngàn. 30 ngàn. Khứa 15 ngàn. Bà ngoại hổng ra ngoại nhập viện suốt, ngoại đâu có ăn được gì. Không ăn được. Chỉ có bơm sữa với lại ít gì thôi chứ nước thôi chứ đâu có ăn gì. Chuyện nước rồi ha. Chuyện nước. Chuyện đạm rồi đó. Cho ngoại đừng đói. Cuối giờ hầm ăn nè. Để vừa xuống mà hầm nó thấm nè. Ôi cuối giờ ở đây mình chắc mình trồng cũng được lắm đó. Được. Được không? Được. Có nào mua mình trồng thử. Giờ nó trồng đây chứ đâu. Giờ nó cái củ nó không dính đất. Nó dính cát. Trồng mình cát cát. Nó cái bụi nó như là cái bụi mã đề vậy. Dạ. Cái lá nó tùm vậy đó. Cũng mặn lắm á. Ở chồng nó phải cuốc đất dầm được lên. Sao mà chồng rồi cũng làm con cũng nấu không thôi, nghĩ cuốc rồi xong cái mình làm xúc phân bò vậy á, giải dầm tỉa được. Bị chồng như phải ngọt vậy đó mà liệu nó không có bò chứ phải ngọt. Lá xùm cái lá nó tùm lùm lùm như bụi mã đề rồi thì có củ nhổ. Chẳng nghĩ như củ cải vậy. Như củ cải á, bụi trắng rồi ha. Lá này cũng xum xê vậy đó. Bên đây cũng ngon nè. Bữa nào có đi Sóc Trăng á, kiếm mua thứ có hộp á. Ở chợ thì chắc chỗ bán phân bón được có bán. Có bán nhưng mà cái hộp chợ này ngâm nó cũng lên. Yếu quá. Ở đây làm gì có bán chặn rồi để lâu quá. Rồi hết thời hạn rồi ra. Thường người ta trồng gãy á, người ta mua số nhiều á là người ta vô chăn không à. Bởi vì hàng của người ta bán ra là bán hoài hoài, bán mau lẻ hết. Còn ở đây mua dạng bán lẻ là bán để ngày qua ngày á. Cái hạn bị lâu là cái hạn còn sử dụng luôn nhưng mà về ngâm lên yếu tại vì nó hơi lâu á. Anh ăn hai bền mà ảnh mua một giống rồi nó vô chăn. Dạ. Mua số nhiều. Với lại em thì vô trong tỉnh người ta mua số nhiều bán rẻ hơn. Nghe trang trưa đại lý. Cái Quy chịu nghỉ học không? Nó không có thăm mặt cô ha. Hỏi Quy có học không? Nghỉ nữa. Không nghỉ thứ hai luôn á. Thứ hai luôn. Thì là nghỉ được 3 ngày luôn, 3 ngày trọn vẹn luôn. Với buổi này đó là 3 ngày rưỡi. Rồi thì sau khi ăn cơm xong thì gia đình Tèo cũng đã chuẩn bị đang đi thăm bà ngoại với chở mẹ lên nuôi ngoại. Đi lên chảnh thế cho nhỏ em dâu về cả nhà này. Nó ở 3 ngày rồi. Về thăm nhà lát rồi giờ đi lên chảnh nuôi mẹ. Đi. Thì Tèo cũng có mượn thêm chiếc xe của chị Hương đi mới hết cả nhà. Tại hơi đông. Rồi bây giờ Tèo mời cả nhà. Đi một chuyến thăm ngoại Tèo cùng gia đình Tèo nha. Thì đi tới tiệm được quá, vợ Tèo cũng có vô mua ít sữa cho ngoại cả nhà. Ngoại ăn không được, mua sữa cho ngoại uống. Rồi bây giờ xuất phát. Giờ gia đình Tèo thì cũng tới chỗ bệnh viện rồi cả nhà. Vô thăm ngoại đi, lỗ dép bà con, lỗ dép vô thăm bà cậu. Nói lên.
Ủa, gì sao? Dạ. Ông Hải hôm giờ khỏe gì sao? Khỏe. Nhắn vô là muốn gì chuyện sửa sao? Vì sao cái tèo á, sao là em của mẹ. Sáng không lợi không đòi gỡ ra, tao nói vô ta ăn được, không là trách nhiệm hơi là không đỡ. Rồi đêm hôm ngoài ngủ được như sao? Đêm hôm cũng vậy, mà bảy là ngủ được. Dạ. Lát còn lái lên lát chị ơi, kêu chứ. Mình vô sáng nhìn chung sức khỏe mà mãi cũng yếu lắm. Nãy cái bà đâu có kêu đâu, cái đó lại bà đâu có kêu đâu. Cái hồi nãy ra biết chị về. Rồi. Sao nãy đút đường mình chút ít, còn nãy đút nước thì không muốn. Dạ. Có anh nước chị ơi, hồi nữa cái nước súp đó quậy sữa hay cho người ta đổ vậy chị? Cái gì? Nước súp á. Cho đổ mà anh uống thật. Đổ miệng á hả? Ừ. Đổ miệng bắn chua. Cái con hầm xương. Cái con biết nước cũng hầm xương. Đâu chị đổ thôi ơi. Chú nói hầm bác sĩ nói cho uống được thì tốt, rồi chú đem cho cho uống được hết. có hai muỗng muỗng nữa mà nhả ra rồi. Dạ. Nói chuyện không sao? Mày ơi! Mày ơi! Mày khỏe chưa mày? Mày khỏe chưa? Bữa nay tỉnh rồi đó. Cậu bữa đâu biết gì đâu. Hôm nay đi mà đỡ. Cậu hồi nãy nghe anh. Dạ. Cậu mặt tiểu đó, cậu ba chịt chịt cái quần thướng gì đó. Dạ. Ok. Thì cái ba chịch xuống cái ba tiểu chưa kịp rồi nhưng ba tiểu cái mặt là nghe ba lấy gì sao bây giờ lấy mà ba không cho sao đỡ ngủ rồi ngoài ngủ rồi nãy giờ ngồi không ngồi yến chưa hả nè ngồi giữa vô đây thì sao uống yến thôi luôn vậy đó uống yến hả nó uống được chút còn chứ chỉ chút nữa yêu cầu chừng hai ba muỗng cũng được bữa nay đi làm hồi nãy uống chắc cũng cỡ cỡ hai muỗng đầy cao tuổi nhà té chứ là người bây giờ bây giờ chú uống cái kia đi nước súp đi đi ông dưỡng chú còn là lớn tuổi mà té này xuống lắm bây giờ xuống sức đi rồi tôi dưỡng nó lại không qua đang dưỡng hả? Qua đang dưỡng, nãy giờ không biết ai. Không được còn chứ. Nãy giờ. Không được còn chứ. Còn chứ không à. Còn chứ không còn nhớ đâu. Hả? Ăn rồi bỏ gói lên rồi coi. Dạ. Ở đây nằm yên tĩnh hơn cho bệnh viện lớn nữa đó nè. Rồi chị mới lại, giờ này mới nhớ được. Lâu lắm rồi đâu gặp bà dì đâu, gặp bà dì còn nhỏ xíu tới giờ, bà dì nhìn không có nhớ. Tao đút ngoại thử ngoại uống được không? Hey mẹ, tránh cái gì, sao giờ? Kêu ngoài ngoài biết em ngoài hả mẹ có khăn gì sao lấy nè ngủ rồi cả nhà, cho nên Tèo ra phía ngoài quay ra nói chuyện ông cái ngoài giật mình.
thì clip của Tèo thì xin kết thúc tại đây. Thì Tèo cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết clip hôm nay nha. Giờ tạm biệt cả nhà, hẹn cả nhà clip tiếp theo. Chào cả nhà. Không dám chào lớn.